Ok. Hai thằng ơi, ngồi ăn cốc hả? Trời ơi, đang bẻ mà nó ăn cốc luôn là kìa. Trời ơi, chết. Xong má, gần xong rồi. Trời ơi. Ok. Và cuối cùng thì bài thi vẽ của chúng ta hôm nay sẽ được công bố kết quả giải thưởng. Rồi, bây giờ lại công bố kết quả thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sớm Giờ TV. Đây, hôm nay mình dẫn tất cả mọi người vô nhà con thiếp luôn nè. Chào mấy ông đạo. Chuẩn bị, mấy này nó làm ăn lớn này mọi người. Bắt hết. Chào mọi người nha. Đó, được thì. Ủa, hôm nay đây? Có xuất hiện bạn Minh nữa. Hôm nay mình muốn xuống đây để tổ chức một cuộc thi. Và sau khi cuộc thi đó mình sẽ có một cái phần quà để kỷ niệm cho ba tụi mình luôn. Thi gì? Là cuộc thi vẽ tranh. Đó, hôm nay mình sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ tranh. Thế lệ cuộc thi như thế này, mình sẽ chọn ra ba màu chính, đó là màu đen, màu xanh và màu xám, là để vẽ như kiểu đường viền ở ngoài á, là tóc cũng được, tóc màu đen đúng không? Còn cái màu kia mấy bạn cứ họ thích tô màu như màu áo này, mình sẽ vẽ cái chân dung từ cái tay áo cho đổ lên cái đầu thôi. Vậy hình thường gì? Hình thường. Mình sẽ kết hợp với những cái vật mẫu này, ví dụ Hi. Hi, ta quay tới đây. Quay qua. Rồi sẽ gắn cái bông này lên tay đó, dễ thương không? Rồi mình sẽ quay. Tắt tắt thì bạn Kha sẽ kẹp ngay cái lỗ mũi thôi. Bạn Kha để gắn ngay lỗ mũi đó. Dạ. Dính mỏ lên cho nó dính vào đấy. Còn cái này mình để lên má thì mình rồi, để lên má cho không được để rớt nha. Có trồng rau nữa. Nó rớt. Ok, và mỗi vòng thi á là sẽ có hai người vẽ và một người làm mẫu. Mình sẽ cầm máy quay giùm mình. Đó. Thì kết thúc cuộc thi thì chúng ta sẽ coi ai vẽ. Ý là một thằng làm mẫu làm tượng, xong còn hai thằng kia vẽ. Hai thằng vẽ đúng rồi. Thì là một thằng vay. Ừ. Xong rồi lát thay phiên lại thằng khác làm mẫu, hai kia vẽ. Đúng rồi. Tổng cuối cùng mình sẽ có được 6 bức tranh. Rồi. Đó là cuối cùng có một phần gọi là IQ á, sẽ là cái người bị trong hai kia nó hành hạ, nó trang điểm. Đúng. Ok không? Là cái môn đó tao cùi bắp nhất. Ok không? Chào nha. Ai biết đó thì hay gì. Ok đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ là người làm mẫu trước nha mọi người. Bây giờ mẫu hay không? Hai bạn rồi, mình sẽ sử dụng tay tắt, mình bỏ lên cái mũi này. Rồi giờ giữ nè. Rồi 3 2 1 bắt đầu vẽ. Vẽ mày vẽ vẽ lại. Để tao vô. Trời ơi, cái trán này gì nè. Bố hết tài rồi. Có nhiều bí thư với nó vậy. Đó học lớp 2 nghỉ trưa, có học quẻ nữa mới trà. Trà. Đó học lớp 2 nghỉ trưa có học quẻ nữa. Lớp 3 bây giờ quẻ. Tao có đâu có biết quẻ đâu. Giờ biết cái đầu nó biết chứ. Trời. Tao không biết đâu, tao không biết đại rồi chứ. Đậu đậu đó là quẹt. Đúng rồi. Sao kìa. Đậu. Quẹ đầu tôi vậy nè. Đó, nhìn chơi giống này. Dạ, mắn miệng mắt. Trước kia là phải biết cái lỗ tai cái. Ai lỗ tai nè. Ai lỗ tai ngày nay. Đó. Sớm mà nó kêu quỷ cái tình cái thằng đó. Quỷ này quỷ gì vậy? Cái mỏ đó. Đó, được rồi, còn cái mỏ này. Đó. Đó. Đó thấy không? Ôi, chanh lên, ta chanh lên cái mỏ. Hay không mắt hả? Wow, quỷ á. Ở mình, trong này đó thôi, bây giờ mình ra ngoài cho nó sáng đi. Cầm ra ngoài thôi. Màu đen ta. Cầm ra ngoài quỷ nó sáng đi, này có thấy đường không? Vẽ xong cái này mình ra ngoài cầm cho nó sáng. Méo quá. Cái chân mày đó là cái lông mũi gì hả? Kỳ vậy. Lông mũi nó xuống này nè. Lông mũi xuống. Lông mũi này nè. Quỷ gì đó. Bây giờ bắt đầu tiếp rồi nè. Cái mỏ nè. Tai. Mỏ này nè. Không. Giống cánh gà với ông nọ. Em cánh gà chân mắm nè. Thì mình đã ra ngoài cho nó xét rồi mọi người. Đó, không biết gì.
Tao quên vẽ cái tay ra mày. Tay vẽ tay được. Tao quên vẽ tay rồi. Nói chung là hai bạn rất là cố gắng vẽ và rất là tập trung. Rồi sao không? Râu nó được, có râu nữa, chấm vừa nó có râu nữa. Nhìn... Có râu nữa hả? Cười gì ta? Nó ở thằng đấy đang trúng trúng sao ta? Đấy có cái nốt ruồi bên đây này. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, hai bạn đã vẽ xong chưa? Thiếu gì nữa, từ từ coi xíu gì nữa. Vẽ xong chưa? Tên tao nhìn quá. Vẽ cái gì vậy chứ? Nó tàu có hai chưa hả? Họ nói cái bộ vẽ là mình tự nhất luôn á. Ngoài mà đẹp mà có mắt con mũi. Là kết luận là xong rồi đúng không? Ok, và hai bạn đã vẽ xong và mình sẽ để hai bức tranh đó hai bên vào phần cuối chương trình, mình sẽ bật mí cho tất cả mọi người xem. Mình chưa hôm nào. Cái tên đúng rồi, cái tên luôn. Đúng rồi. Ok. Và rồi. Sẽ tiếp theo là đến bạn thép đi. Bạn thép là người làm mẫu tiếp theo này. Bây giờ tới lượt mình với bạn Kha vẽ. Ok mọi người, thì sau khi mà bạn thép và bạn Kha của chúng ta đang vẽ xong hai bức tranh và mình đã để riêng một góc rồi, một lát mình cho mọi người coi. Bây giờ vẽ nó. Và bây giờ đây này. Trời, cái bông này mình để trước này nó. Đây mọi người, đây là vật mẫu của chúng ta và đây là nhân vật của chúng ta, nhân vật chính. Rồi bây giờ mình và bạn Kha sẽ cùng nhau vẽ vẽ nó vào vẽ đơn giản hơn. Bắt đầu vẽ nè. Thiếp nó sẽ lấy cái đầu tròn cái là xong rồi. Chống cằm nó hay, chống cằm nó không có cấp độ nó nhậu mà đó. Chống cằm được rồi. Đúng không? Cái đôi tay ngay đây này. Đó. Rồi nè đó. Cái bông này đôi tay, cái bông đôi tay nào là đôi tay. Đầu nó cho tròn xíu. Cái đầu không, cái đầu nó nhậu này đó. Bông này cái mắt này nó dí nè nữa. Tay chống cằm kìa ông. Ủa tay chống cằm hả? À rồi rồi. Mấy cái cục lôi vô cái mặt cũng được. Rồi rồi. Không, mình quà cái mặt hết trước rồi. Đó. Có mấy cục lôi vô. Đó, đó, đó. Tay chống cằm đúng không? Mình không được, không được cho mọi người xem là bức tranh nha chứ. Tụi mình rất là tập trung vẽ nha. Phải dòng thế này đó, dòng thế này. Ok, bây giờ là mình đem cái nữa đây. À, nó có mấy gì, mấy cái răng. Răng gì, gì mấy cái còn mấy cái gì chó nữa là răng. Cái chó mũi, mấy gì còn cái gì chó nữa. Đó, chấm 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 này làm bụng nó này. Đó, rồi, chấm. Ủa sao xấu quá vậy. Đó, ok nha mọi người. Rồi, xong. Bức tranh của mình nào thành trong nó đơn giản hơn, đại hồn đơn giản. Đó. Rồi mình giấu đi. Cái tên lên nha, cái tên cho biết nào nào nha. Rồi, xong. Rồi xong, mình xong rồi nha mọi người. Rồi, hình con. Ủa còn hả? Chưa xong rồi. Mình nghĩ thôi. Ồ, chuyên nghiệp gì? Mình nghĩ ra hình chứ. Chuyên nghiệp gì ta? Ờ, ta. Ờ, không biết, tao không hiểu gì luôn. Không hiểu luôn hả? Chuẩn bị mặt ra. Ờ, cái bông đúng không? Ờ, cái bông là tóc. Ờ, đâu có tóc đâu quên rồi nhá. Mắt mũi rồi đâu. Chống cằm mà nó quyến nó chảy. Ừ. Còn giống còn một cái bông mắt liền vậy. Rồi mắt rồi đâu. Gì vậy? Cái gì? Hay gì ta? Đúng rồi. Ôi, mày bị vậy. Vĩ tranh mà ông địch tà đúng không? Lạy luôn á. Trước không có tàu. Nghe gì không Kha? Nghe. Hết phạm. Sắp mưa rồi mày. Sao mất ác vậy? Sao mất ác vậy? Má ớt này, ớt này. Có mùi mày. Cười gì? Ăn cà giòn mắm nêm mày à. Ok. Bây giờ là mình sẽ cho Minh nó vô vẽ luôn. Mình vẽ được một tấm rồi. Là mình trồng nho ấy. Đó. Trồng nho luôn. Wow, rất là khó nha mọi người. Wow, mẫu này ai mà vẽ ra được đây. Đồ nhìn lên. Đó, bắt đầu. Wow, rất tuyệt vời. Và chúng ta thấy một cái chữ O rất là to ngay pha đầu tiên. Rất là hấp dẫn luôn.
Kha đầu hói đúng không? Rồi. Nhanh lắm. Kha đầu hói. Ở đó tao ừ, rồi. Mấy Quỷ gì không nào? Hai thằng tính. Hai thằng bạn không? Quỷ gì hai tính? Tao bơm biển cái tay rồi. Chết rồi, nó bị cục tay. Nó quỷ em biết. Kha mắc thấy sao? Mắc ừ. Ừ. Mắc thấy thì à bé vô sao rồi mắc còn bò vậy? Kha mắc thấy mà. Kha bị mất bò. Nó nghĩa là kiểu mất lương. Xong lắm, mình không có cần phải đầu tư cái gì hết á. À sao đồ số mũi đẹp quá không? Ờ. Đầu hói này, mắt hí mũi đẹp. Con nhìn nó ra cái gì nữa? Ừ, để mày mũi xấu rồi gặp mày nữa. Tao chó là mày quỷ, tao chó thừa đấy mày. Có nếp nhăn nữa mà. Có nếp nhăn nhiều luôn. Kiểu nghe kỹ hơn. Có nám không? Nám. Không có rổ, rổ rồi. Rùi rổ đúng không? À rổ. Rổ rồi nhớ. Đồ. À, cắn lên cho nó. Chưa. Bôi đó không? Ờ. Dạ, mình xin mọi lẽ là quay luôn một bạn. Á rổ không? Gì đấy? Kính vai vậy? Kính nó hả? Đẹp ta. Quẻ nó, mày quẻ. Mày xin mọi con. Ủa, có ai vẽ à? Cái mặt này vẽ sao ta? Có mình Kha vẽ vậy? Ủa, ở trong vườn ra đây vẽ nó luôn chứ? À, đây. Mấy hai thằng chứ? Cấp xuống đây. Cái mặt này quỷ thì sao ta? Tắt một máy đúng không? Đó. Đó, tắt một máy. Này cái mặt chủ điện. Đồ, mày nhớ rồi, mấy cái đạn râu dê của nó vô luôn nha. À, tao cấp lên hết. Hai con mắt trước. Hai mắt nó dòm, lúc nào cũng dòm xuống này đó. Ok. Hai người ngồi ra cốc. Trời ơi, đang quỷ mà nó ăn cóc luôn rồi kìa. Trời ơi, chết. Gần chết rồi. Ok. Và cuối cùng thì bài thi vẽ của chúng ta hôm nay sẽ được công bố kết quả giải thưởng. Rồi, bây giờ là công bố kết quả đây. Ok mọi người, thì sau một thời gian. Cái gì vậy? Hai học trò của cô. Nó cãi em. Nó cãi hả? Dạ. Ok. Em thấy nó ngồi xuống, em thấy bệ quá. Con gái ăn chua là phải ngờ gì chứ. Thì mấy em trật tự này. Hôm nay á, là cô sẽ phát bài mà tụi em vẽ xong này. Không biết là em nào sẽ tự tin đạt điểm cao nha. Em 10 điểm con. Dạ, em 10 điểm luôn hả? Ok. Và bức tranh đầu tiên. Bức tranh này của bạn Kha vẽ cho bạn Thép. Rất là tuyệt vời. Rất là dễ thương và độc đáo. Đây mọi người hãy xem đây. Đây bạn Kha, sao con thấy con vẽ bức tranh bạn Thép gì vậy con? Dạ được mà. Được hả? Được. Dạ. Đẹp. Mọi người mình chọn dạ mà. Bao nhiêu điểm? Cho 10 điểm đi. Cho 10 điểm hả? Nói cho 10 điểm về em kêu ba con đi quà lên. Ok, cái bức tranh này được 3 điểm nha. Cô chỉ cho con 3 điểm. Rồi bây giờ là bức tranh tiếp theo. Tiếp theo mọi người. Cô chấp điểm này quẹt ra. Đây. Tăng tăng. Nào vậy vậy? Đây là bạn nào quẻ đây? Bạn Minh. Bạn Minh quẻ bức tranh của bạn Kha. Một cái mỏ này ngậm. Cái mỏ của bạn Kha đi ngậm chùm nho nha. Mũi sổ phen hả? Cái lỗ mũi của bạn rất là dài. Bờ nó có hai cái lỗ mũi dưới này. Giống cái gì vậy ta? Giống ấy à. Giống ấy nè. Mũi bạn Kha bị tẹt á nên mình phải vẽ cong. À, thành ra mũi cao. Với cái mái tóc rất là đặc trưng này. Mái tóc cùi bị chó cắn. Hói, bị hói. Tóc bạn Kha bị hói. Bị hói. Chấm chấm là mấy cái đó là mặt rỗ của bạn Kha á. Bộ đồ caro rất là dễ thương luôn. Mặt rỗ này các bạn. Sao bạn Kha có hài lòng về bức tranh này không? Không hài lòng. Không hài lòng. Ok, vậy chúng ta tiếp theo cái bức tranh tiếp theo. Tan tan. Trời. Quý nào quý đây. Thì vẽ Kha. Rồi bức tranh này nói chung là nó không có cái đặc điểm gì. Thì là vẽ Kha ngậm chùm nho mà coi cái hòm hỏng gì là sao ngậm mấy bạn. Cái hòm mà mở ra. Cái hòm vào cái dùi. Cái hòm mà như cái mỏ gì. Hả, như cái ống cống gì sao mà ngậm chùm nho được. Ok, và tiếp theo là bức tranh. Tan tan. Ai vẽ đây? Mình vẽ chấm dừa. À, vẽ mình đó mọi người. Đây, với cái đôi môi hồng rất là quyến rũ này. Có một ít râu. Râu nó mọc chỗ này hơi lạ nha mấy bạn. Mấy bạn cho mình hỏi râu chỗ này là chỗ nào, tâm mạnh dưới.
mình cũng biết đâu đó là chỗ nào nữa. Đây nữa nè. Ừ, đây là tay tắc này mọi người. Tắc á. Bộ đồ caro này. Đó, áo màu xanh nữa. Tắc giống vậy. Đẹp không? À, và bước ra tiếp theo. Quý nào quý đây? Quý quý này. Quý ai vậy? Không, mày quý nó đó. Nó quý mình mà nó ra gì nè mọi người. Ủa, giống gì vậy tụi? Mình đang đeo cái gì vậy? Giống nó nào bếp vậy? Vĩ là giống đầu bếp. Ủa cái đầu này là cái đầu gì vậy? Thì vĩ hay sấm dừa. Đây này, đây là cái mỏ, đây là cái tay tắc này. Hai con mắt của mình gì này hả? Thì trọc vĩ hay sấm dừa nha. Wow, thì trọc vĩ bình này các bạn. Trời ơi, mình có giống không? Ờ. Nó ra cái gì vậy? Tiếp theo. Ra cái dị dạng á. Ai đây? Mình biết bạn. Rồi, con đuôi của mình nè mấy bạn. Đôi mắt bò rất là to. Đôi kính. Mái tóc mà. Đôi kính hả? Ờ, đôi kính trà. Bò râu. Râu mình nè mấy bạn. Râu để vô giấy ấp rồi thấy rồi. Mấy bạn nhìn mình này, nhìn râu mình nè, râu mình đâu có giống vậy đó mấy bạn. Râu ta đâu có con chuyện mà mấy ống. Râu mình trên đây, dưới đây mà nó vẽ đây nó vẽ xà xuống rồi mấy bạn. Thiệt tình luôn á chứ. Wow. Vẽ vậy là không được. Rồi và bức tranh tiếp theo. Tèn. Ai đây? Cũng mày luôn á. Mình đó, đây mình thấy nó còn cái này đó nè. Đây là mình giống cái con quỷ đó. Là mình vẽ miệng mình. Nó giống cái con quỷ ở trong phim kinh dị Mỹ mà phim Lucky Girl vậy. Cái con quỷ đó chúng ta đi chơi. Oroku ngàn năm. Đầu siêu nhân á, Oroku ngàn năm. Nhìn cái này giống như là zombie á các bạn. Cặp kính đen này, cái mũi này. Nè zombie. Ôi cái tay đã gấp hơn zombie, đã gấp luôn. Zombie dẻo. Đó gì nữa? Ok, và bức tranh tiếp theo. Mấy bạn có thể nhìn ra đây rất là rõ ràng. Đây rất là rõ ràng, bạn thật của chúng ta. Cái này mặt mà giống mấy cái ông mà đóng giả ác tăng ở đâu. Rất là hẳn. Mấy cái ông đóng giả ác tăng ở trong mấy phim kiếm hiệp á. Ác tăng. Dứa tăng. Cái lúc mà chuẩn bị đốt chùa. Đốt chùa. Okay. À, ông này đúng là mình nhớ là ông này là hình như là sư phụ của Tạ Tốn rồi mấy bạn. Đúng là thành côn rồi mấy bạn. Thành côn đúng rồi. Côn rồi. Mặt cười wow. Con mắt ấy. Không khác khác gì thành côn luôn. Ở trên mình một cái bông hoa này. Giống phi tiêu của Ninh Gia. Hoa tinh. Chất độc hoa tinh. Một cái đứa không còn ảnh nào nữa. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua lại. Chấm điểm đi. Wow, rất là đẹp luôn. Để hết luôn. Nhỏ dài đây này. Cái này là quay về tuổi thơ mà tuổi thơ bất hạnh đó mấy bạn. Wow. Giờ mấy bạn comment ghi số cho hình nào đẹp nhất đi. Mấy bạn comment cho mình. Ghi số vô đi. Cho mình hình nào đẹp nhất nha các bạn nha. 2 3 đây là 4. Anh cứu đấm thép hình số 4 nha các bạn. 6 7 8 đó. Anh mình có mình ở phía dưới là bức tranh nào đẹp nhất nha. Anh mình tè số 5 vào số 8 nha. Chốt luôn nha. Anh mình số 5 số 8 nha. Bây giờ hình đặt vô mình đi. Đặt vô. Đây nha mấy bạn, mỗi người hai hình. Đâu lại luôn. Đó, nói chung là ok, và cái cuộc thi của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì nó cũng quá dài rồi. Hôm nay mấy anh em giao lưu giải trí với tất cả mọi người cùng vui. Nhớ bình luận tấm nào đẹp nhất nha mấy bạn. Đúng rồi. Để anh em mình biết còn có thể tương tàn lẫn nhau mấy bạn. Và 8 bức tranh này mình sẽ để làm kỷ niệm cho 4 bạn của chúng ta. Treo ở nhà làm ảnh thờ. Mai mốt làm dán vô mấy cái khu phòng làm việc như của rồi. Anh của anh khác. Những bức đẹp. Tranh gây cười đi vào lịch sử các bạn. Không đẹp mà lạ. Anh chọn luôn. Những bức tranh đi vào lịch sử. Quay là tuổi thơ gì? Nhìn nó bắt mắt chứ bộ. Nó là gì là gì đó mọi người. Nhưng vậy cho vậy là gì đấy. Không đẹp mà lạ. Đây điểm lại như khuôn mặt ra. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video của mình nha. Mấy bạn thấy video này hãy nhớ like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Sắm Thì Tiên Quy nha. Và cuối cùng, bye bye.